Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Hiện tại thì mình đang không có chơi nick của mình bạn ạ. Và mình có mượn được nick của bạn tên là Junwoof. Bạn Junwoof bạn ấy có gửi cho mình cái email. Bạn ấy bảo là anh Mèo Pèo vào nick em review thần thú mới đi. Ai dà, nghe thấy thần thú mới các bạn thấy thích không? Thì cái thích không ơi, xin bạn ơi. Thì đây, nick này bạn ấy đã sở hữu cái thần thú mới nhất. Đó chính là cái đây rồi, Thiên Nga Viễn Tưởng. Ui, cái con Thiên Nga này có tới 4 level bạn ạ. Wow, level 1, level 2, level 3, level 4. Ui, xịn phết nhỉ, level 4 level các bạn nào. Ai dạ, có vẻ gắt đấy. Cái này thế bạn là mua khuyến mại đúng không nhỉ? Để coi xem là 3.500 xu được 900 mảnh. Tức là mình nghĩ là bỏ ra 3.500 xu để có thể mở khóa full Thiên Nga hay sao nhỉ? Hay là phải cần toàn bộ cộng dồn cái này mới đủ ta? Tôi không biết, mình nghĩ là 900 xu là cho cái gói toàn bộ hay sao ấy để nhờ. Hình như là để kiếm được con Thiên Nga này cần 3.500 xu hay sao bạn ơi, nên nhầm 900 mảnh chứ đấy. Cần 900 mảnh để nâng cấp 4 level Thiên Nga à? Ai dạ. What? Cái gì đấy? Mèo Pèo mời bạn tham gia phòng. Ở chấm. Ok. Ô Mèo Pèo rưa phát về ở chấm. Ok. Ok. Ở chấm. Ok, sao lại có người vào nick Mèo Pèo vậy? Cái gì? Thanh niên nào? Ủa, hỏi chấm. Alo, alo, bật loa lên. Hỏi chấm. What the hell, bật mic lên. Lô, sao tự nhiên lại alo, ông nào vào nick Mèo Pèo đây? Alo. Thanh niên nào vào nick Mèo Pèo đây? Cái gì đây? Hỏi chấm, cái gì đây? Thanh niên nào vừa được nhập nick Mèo Pèo bạn ơi? Alo. What the hell, cái gì? Sao tự nhiên là nick mình lại có người đột nhập nữa? Ui, bạn nó biết kẻ nào đã đột nhập nick Mèo Pèo thì hãy để lại bình luận phía dưới nào. Cái gì đây, hiện tượng lạ? Một thực kệ đi các bạn ơi, nói chung là nick mình cũng chả có gì mất đâu các bạn ạ. Ồ, nó có vào được thì nó cũng chả có gì để phá đâu. Tôi nói thật với anh em luôn nhá. Map thì mình sao lưu rồi, không phải lo. Skin thì cũng không có bán được. Thần thú thì mình cũng triệu hồi hết rồi. Chả có cái mảnh quái gì trong vườn, trong kho cả. Bây giờ tôi thật luôn, xu thì ở mình cũng còn dư 2.000 xu ấy. Đấy, mà xu đấy thích thì nó đi mua skin cũng được. Đằng nào thì mình cũng chưa biết tiêu gì bạn ạ. Thôi kệ đi, đậu thì cũng chả biết tiêu gì đấy. Mình thích làm gì làm nhá. Đó, ok. Nói chung là chúng ta vẫn phải quay trở lại với chủ đề chính. Đó, từ một lát này. Đi đâu? Bị lát tiệm này. What the hell? Ui, hôm nay hơi bị nhiều hiện tượng lạ nha các bạn ơi. Ấy giờ vào cái mà còn lag luôn cả tiệm bạn ơi. Ok anh em đợi tôi reset lại game các bạn nhá. Ok bạn ơi, tôi đã quay trở lại ở đây. Đấy thì chúng ta tiếp tục với cả cái chủ đề chính, đó là review cái con thần thú mới các bạn ạ. Ôi, không biết các bạn có nghe nhạc không nhỉ? Từ nhá, để mình sẽ tắt cái nhạc nền đi và mình sẽ mở to cái nhạc lên cho bạn nghe thử nhá. Wow, cái thần thú này có nhạc các bạn ơi. Anh em đợi tí mình sẽ to nhạc lên này. Mình tắt cái tiếng nhạc nền đi bạn nhá. Đây, anh em sẽ cùng nghe cùng mình này. Có nhạc bạn. Ui, ai giờ nhà hay phết nhỉ? Ồ. Ồ, ai giờ xịn nha bạn ơi. Ủa, thế con không có nhà mất đi không? À, có nhạc này. Đợt trước mình có mua con xe bí ngô này nhưng mà không thấy nhạc, bây giờ hóa ra có nhạc bạn ạ. Ok, ui, nhạc hay phết đấy bạn ơi. Ok, tắt. Rồi, thì nhìn chung là mình thấy là được, con Thiên Nga này nhạc các thứ vẻ hay đấy. Bây giờ coi kỹ năng bên nào. Ủa? Ơ, chúng ta không thể xem được kỹ năng các bạn ạ. Bấm vào nó không hiện lên này. Ví dụ như cái này nhá, bấm vào sẽ hiện ra lao về phía trước này, chú thích này đấy. Sẽ ghi là ở đây là pháo hoa ma thuật hay cái gì hay con này không? Ghi là sử dụng sẽ tăng sát thương gì đấy đó. Nhưng mà cái con này thì nó đã không ghi bạn ạ, không biết là lỗi dịch thuật hay như nào, mình cũng không rõ. Lạ nhờ các bạn ơi. Ok thì bạn nào biết kỹ năng của con này là gì? Ở có 3, ui, con này có tận 3 kỹ năng luôn. Bạn nào biết thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nhá. Ok, bây giờ thì tôi sẽ lên trên sải liên thông và đi trà trộn bạn ạ. Nói lại công cuộc đi trà trộn bạn ơi. Ui, mini cola phòng máy chủ mà vẫn phiên bản cũ rồi sao chơi? Vẫn 0.53 này. Ủa sao mà vẫn chưa cái đấy? Nhà hát mèo phim mi. Wow, có cả bắt này cơ à? Ừ, anh em đợi tí tôi lưu lại cái ID bạn ơi. Anh em đợi tôi xíu, tôi xin phép tôi lưu lại cái ID bạn ạ. À, anh em đợi tí nhá. Mình phải lưu lại cái ID này. Ok. Map ở chung có vẻ là ok hay nhở rồi. Có gì mình sẽ đi vào khám phá sau bạn ạ. Map tiệm vàng sinh tồn đến biển đám cưới đâu. Map tìm người yêu ở cũng được này. Ok.
lag à? Rồi, tôi sẽ vào, tôi sẽ test thử cho anh em coi thử xem là cái con... Thật ra đợt trước mình cũng có review cho các bạn cái con Thiên Nga phà kè rồi. Nhưng mà tuy nhiên đấy chỉ là hàng phà kè thôi bạn ạ. Đây, bây giờ hôm nay chúng ta sẽ được trải nghiệm hàng review các bạn nhá. Đây, Thiên Nga hàng review bạn. Ủa mà nhìn vào skin cho con cute đấy. Wow, bạn hình cute biết nhở? Cute đấy, mà hơi lag bạn ơi, phòng lag thế. Ờ, mình coi nào đó, Thiên Nga rồi. Ủa, ôi mà nhiều thần thú quá, kéo bỏi cả tay luôn. Ok, bị lag à? Ơ, bị lag không... À đây, bấm dùng con lan bạn ơi. Dùng con lan để kéo bạn ơi. Ok, rồi. Ồ, oh, đây là Thiên Nga level 2 bạn ơi. Chỉ dùng ngồi một người thôi bạn ạ. Ơi, thần than thu môi VIP không. Đó, mình đang bị hỏng cái tiếng Việt, anh thông cảm nhá. Mình mới cài lại máy cái tiếng Việt bị hỏng, mình viết không dấu các bạn ơi. Đấy, viết tiếng Việt không dấu bạn ạ. Ui, chúng nhìn VIP Pro nữa. Ui, hoàng tử cưỡi Thiên Nga. Ui da, được của nó bạn ơi. Mình xem thử nó bay thế nào này. Lắc à? Ui, phòng BE lắc quá bạn ơi, bay. Bay cao nào. Ui, phòng BE này lắc quá, mình không trải nghiệm được hết. Chắc là lát đây mình sẽ thử ra mở một cái map khác nào nào. Ui, bay nó cứ kiểu slow motion, không biết là nó bay như này hay là phòng lát ta. Hey, tôi cũng đang tò mò không biết là cái con này là bay như này hay là do phòng lag nhỉ. Ui, con này có thể bay liên tục à? Ui, ok, sao lại bị kích rồi? Ok, ông Megato sao lại thấy thần thú VIP quá là kích à? Cay thế nhở bạn ơi, cay thực sự bạn ạ. Phòng nó lag thì chỗ vào chơi của tí bị kích cay đây bạn ơi. Ok, tìm map khác vậy. Mình đi tìm map khác nào. Ủa sao toàn bao cua này? Đây, shop VIP mà không có đeo. Bị lại bìa, chắc bị lại bìa hay sao đấy. Yo, nhìn ping này, ping một vạch để đố ai dám vào. Một vạch này, một vạch thì thôi bạn nha, một vạch thì không nên vào đâu. Một vạch vào lắc ngay bạn ơi. Tìm cái map nào mình ba vạch á. Đó, ba vạch thì mình nghĩ ok hơn. Vào sẽ không bị lag bạn ạ. Đây map này này, đấy. Ba vạch này. Vào chơi ngay vào luôn bạn ơi, không sợ bị lag. Tôi sẽ vào thử em nào. Đang tải game ở tình hình kiểu này là chủ phòng thất phòng rồi. Tôi có thể tiên đoán trước nó sẽ là... Ô may quá, không may quá, may là tôi chưa có tiên đoán gì bạn ạ. Không phải tí thì quê rồi. Ôi có sông quê luôn đấy. Ô sẽ bị lag này. Ờ, Jody ban ui. Đấy, ok. Lag đến mức còn không chat được luôn ạ. Vai trưởng mà thôi, chắc tôi tự tạo phòng bạn ơi. Tình hình bây giờ liên thông có vẻ không ổn lắm bạn ạ. Bạn chơi PE đấy, chơi PE nhiều khi... Ê, phòng PC em. Ngon, có phòng PC là vào chắc chắn nó không lag luôn đấy. Thường thì PC mở phòng khá là mượt các bạn ạ. Ít khi bị lag lắm. Tôi không hiểu sao chứ mà PE nó mở hay lag nó. Luân hoành tráng. Ây giờ nghe tên hoành tráng đấy. Được. Hải cầu nhỏ. Ô, có con hải cầu đi theo này. Ok, mình sẽ triệu hồi lại con Thiên Nga. Rồi, Thiên Nga rồi. Ủa rồi. Ơ, nó bị rơi nước rồi sao bạn ạ. Thiên Nga viễn tưởng. Nghe tên dài dòng ấy nhỉ. Ô, bị lag à? Phòng lag hay do con Thiên Nga lag vậy? Rồi xong, hình như là phòng nó cũng bị lag các bạn ạ. Tôi cũng không hiểu vì sao nữa. Sao buổi tối bây giờ chưa liên thông rồi? Sao không? Đấy là do con Thiên Nga bị lag các bạn ạ. Hề. Trong bị rơi ở dưới sao? Ok, mình sẽ bay thử nào. Bay cao nào. Ui. Ô. Vậy là con Thiên Nga này nó có khả năng bay liên tục bạn ạ. Wow, như này không? Bay tụ. Ô, thì ra. Ủa mà sao Thiên Nga bị chìm nước này? Hỏi chấm. À, con Thiên Nga này có khả năng lặn. Ô, con Thiên Nga này nó có khả năng lặn bạn ạ. Ôi, ở dưới nước nó không chết đâu bạn ơi. Nó có thể lặn bạn ơi. Wow, xịn nhá. Nó giống như kiểu con hải cẩu á, nó có khả năng lặn bạn ơi. Đó. Mình thì vẫn chết nhưng mà con Thiên Nga nó không chết bạn ạ. Đó, mà dù máu kìa. Máu mình cái thanh oxy này nó bị tụt bạn ạ. Ui, con này vừa có thể bay này, vừa có thể lặn dưới nước này. Không biết là còn cái kỹ năng gì nữa, tôi không rõ. Con này có 3 kỹ năng cơ. Còn một kỹ năng nữa là gì thì không, cái dịch thuật bị lỗi bạn ạ. Hiện tại là cái dịch thuật đã bị lỗi cho nên mình không thể xem là cái kỹ năng còn lại là cái gì bạn ơi. Ui, lên đi chứ, lên đi. Ơ, bị lag à? Bị lag hay sao bạn ơi, không thể lên nữa. Ủa? nó bị kẹt ở dưới luôn rồi bạn ơi. Rồi xong luôn, hình như là phòng bị lag hay sao, đi giật này. Ờ, chắc phòng bị lag bạn ạ. Ok, tôi đi chỗ khác đi. Đây, gọi lại Thiên Nga này. Rồi từ điêu lên trên này á, lên trên này rộng rồi bạn ơi. Mấy chỗ kia chật quá, bị lag bạn ạ. Ôi, coi nào, gọi lại Thiên Nga này. Thiên Nga viễn tưởng. Ok bạn ơi, ôi xịn không? Than thu mây
xin không đó, trời ơi viết bro bấm chuột phải không được, bật lại con này như là không có cái nào biệt chuột phải sao á, bay nè đó, con này vừa bay vừa lặn rồi nhá. Còn một con này phải có ba kỹ năng cơ, còn một kỹ năng là gì thì tôi cũng chưa rõ bạn ạ. Anh em nhớ nhớ hôm nay đây đây con này, con này đó, cái này bị cái này chắc là bay này, cái này chắc là lặn này, còn cái ánh sáng lông vũ là cái gì à, có thể nó sẽ phát sáng buổi đêm đúng 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 rồi, con A đây cái ánh sáng này hình như là sẽ phát sáng vào buổi đêm mà, khả năng cao là như vậy bạn ạ. Ồ tôi sẽ ra thử, sẽ tạo thử một cái phòng các bạn nhá, tạo thế giới mới này, chế độ DEV này, bằng phẳng này, tắt quái bạn ơi. Ok mình sẽ chỉnh cho thời gian 12 giờ đêm luôn các bạn ạ, xem thử xem nó sẽ phát sáng như nào. Ấy dạ, trông có vẻ là xịn xò bạn ạ, hàng real khác đấy, đợt trước mình chơi thiên nga hàng phà kè không có này đâu bạn ạ. Không giờ này nó là 12, ui hiện tại rất là tối bạn nhá, đông rất là tối luôn, mình sẽ triệu hồi thiên nga. Đó, thiên nga viễn tưởng, ô nó phát sáng à, thì ra cái kỹ năng còn lại nó phát sáng bạn ạ. Wow đẹp bầm, vip pro bay cao nào, nhảy cao nào, bay cao nào, à nó cũng chỉ bay một khoảng bạn ơi, nó chỉ bay một khoảng thôi. Ô nhưng mà khá là xịn chứ, ui mà đắt sắt là miếng 3.500 xu mà được 900 mảnh cơ mà, đó đắt như thế mà không xịn hơi bị lạ bạn ơi. Ui phát sáng đẹp nhờ. Wow, bây giờ kiếm cái hồ nước nhỉ? Kiếm cái hồ nước không? Phát sáng là đẹp đấy, từ từ. Mình sẽ thử tạo lại một cái map khác đi. Tạo lại map có địa hình đi. Địa hình thế nào? Biển, sa mạc, vách đá, rừng. Đấy, đồng bằng đá bay, đầm lầy đó. Ok, tất này đi bạn ạ. Ok. Rồi, mình sẽ thử xem nào. Xem mà có biển các bạn ạ, có biển xem có khác biển gì không. Đây, một cái biển này. Tôi sẽ chỉnh trời tối bạn á. Đó, xem nó sẽ phát sáng buổi đêm như nào bạn ạ, ở dưới biển như nào. Ui, hiện tại biển có thấy không? Rất là tối bạn nhá. Tôi coi thử xem nó lắc. Tôi sẽ coi thử xem nó sẽ phát sáng dưới biển như nào. Đó. Khá là tò mò bạn ạ. Ok này. Từng 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 từng. Wow, nó có cái vòng sáng ở phía dưới bạn ơi, mặc dù nó cũng không có sáng lắm đâu. Mà tuy nhiên mình thấy ui một cánh tia sáng này đã nhìn chung là khá là đẹp mắt bạn ạ. Cũng ok. Nhìn chung là cũng ổn bạn ơi, nó có khả năng lặn này đấy. Nhưng mà mình làm thế nào để nổi lên trên thì cũng không biết bạn ạ. Thực sự là làm thế nào để nổi lên trên thì cũng không rõ. Ok. Nhìn chung mình thấy cái đánh giá cái con thiên nga này à, nổi lên này. Khá là xịn xò bạn ạ. VIP Pro đấy, anh em nào mà có điều kiện thì nên trải nghiệm thử bạn nhé. Mình thì mình không đủ xu bạn ơi, hết xu rồi đó. Ông nào tài trợ tôi chơi. Ok bạn ơi, rồi bay, bay khá là ngon đấy bạn ạ. Rồi chắc là video xin phép được kết thúc ở thôi. Bạn có ý kiến đóng góp gì bố mẹ béo làm dùng nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.